Hi xin chào anh em à, hôm nay mới về cái lô pin uh, EV để mình lên video cho anh em anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like một đăng ký mình xin cảm ơn thì cái pin EV này á, là dung lượng 2000 xã 20A đó nó như là ly sinh xám đó, như là hai star anh em hiện tại mình cũng có hai star hai star này là hai star tháo khối hai pin này nó như nhau nhưng mà pin EV là pin mới còn hai star là tháo khối pin cũ pin high star tháo khối hiện tại mình đang bán giá là 25 ngàn Còn pin EV hiện tại là mình đang bán là 29 ngàn Thì cái pin mà Lysen á mình không nhập nữa tại vì bây giờ á theo thông tin mình á là pin Lysen bây giờ nó không có 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 phải là Lysen nữa, thành ra là mình không có nhập Lysen Tại vì lái của mình nhập về mà nó không chắc chắn á, thì nó cũng không có nhập nên thành ra mình cũng không có cái nguồn pin Lysen mà giá tốt để mà cung cấp cho anh em. Còn bây giờ trên thị trường nó xuất hiện một cái license mà cái chữ in đậm á, thì mình không biết cái license nó như thế nào Còn anh em tin tưởng thì anh em vẫn có thể là sử dụng Còn đối với mình thì mình không sử dụng Hiện tại là mình nhập pin mới là pin EV này Pin EV này thì lúc trước mình cũng có sử dụng rồi Nói chung là nó cũng rất là ok Thì cái pin EV này là nội trở nó rất là ok à, Mình đo là nội trở tầm 12-13 thôi Còn cái pin license bây giờ trên thị trường á, mình thấy nó nội trở tới 14 lận rồi bây giờ cái pin High Star thì mình cũng còn vài trăm Pin à, uh, EV thì mình cũng nhập uh, 5-600 về thì cũng còn 4 thùng thôi Rồi cái pin uh, Samsung 25R Samsung 25R pin này là pin thấu khối Hiện tại mình đang bán lẻ là 39.000 một viên Nội trở 12-13 Thì nói chung là cũng giá cũng ưu đãi cho anh em lắm rồi à, Anh em ủng hộ Hiện tại Samsung 25R thì cũng chỉ còn gần 3 thùng thôi nói chung là pin tháo khối này mà kiếm được một cái lô một pin mà nó đẹp, đó, nó đẹp mà nội trở nó ok á thì cũng rất là khó, khó nha anh em chứ không phải là nói chung là nó đơn giản mà mình bán thì cũng bán giá hữu nghị cho anh em đó. Bữa giờ mình hỏi pin uh, Samsung 25R, 20R nữa nhưng mà cái uh, mối mình lấy thì nó hiện tại nó hết, nó về nhưng mà nội trở nó cao lắm, thành ra là mình không lấy. Đó. Thì anh em uh, cân nhắc thì những cái pin mà nội trợ nó cao thì dung lượng nó đã thấp rồi cái dòng xả nó cũng thấp rồi mình không có nhập nha anh em nên thành ra là mình bán anh em là cam kết pin như thế nào mình bán như thế đó nội trợ như thế nào thì mình đo như thế nào mình bán như thế đó anh em yên tâm mà ủng hộ cái mối của mình lấy pin á khi về nó có hàng nhưng mà nó báo nội trợ nó cao á mình không có nhập nên hiện tại là pin nó cũng còn rất là ít rồi bây giờ mình đo ngẫu nhiên một số viên cho anh em xem nè thì pin à, đây là pin 2 star. Hay pin 2 star thì à, nội trở nó là 14 nha anh em. Đó, 14, 14.8, 14.7. À nó dưới 15. Còn cái pin à, EV này á là nội trở 12 13, đây 12.9 nè. Còn cái pin Samsung 25R á là 12 13. Đây là 13.0 nè, đó. Đây là 13.05 nè. Đây là 13.63 này đó. Cái Samsung 25R này thì còn rất ít nha anh em. Đó, đây cũng 13 này. Rồi, thì cái Samsung 25R nó cũng còn ít thôi. Anh em mua nhiều nó cũng có, còn gần 3 thùng thôi thì anh em mà mua thì nhanh tay ủng hộ. Rồi khi nào mà có hàng ok nữa thì mình sẽ nhập về mà chia sẻ cho anh em hiện tại mình cũng về một số cái quạt anh em, quạt này là quạt à, sử dụng pin Makita 18V và một số cái đèn anh em, nó đèn thì cũng còn, cũng còn đâu vài cái thôi. À, đèn này cũng à, sử dụng pin của Makita 18V, quạt này thì à, cũng sử dụng à, pin Makita 18V. Đây là quạt, đó, quạt anh em. Đó, anh em thấy nè gió này, đó. số lượng thì vài chục cái nha anh em đèn thì cũng còn vài cái thôi đó, anh em ủng hộ thì anh em liên hệ đó, đèn đèn là rất là sáng nha anh em rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình mình sẽ tư vấn anh em có mua tất cả các phụ kiện thì mình cũng có bán rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like một subscribe hẹn anh em trong những video lần sau